Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp sáng ngày 27 tháng 11 trên kênh truyền hình Thông Tấn. Bản tin sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Một trong những nội dung vừa được thông qua tại luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi là đưa mặt hàng phân bón vào diện chịu thuế 5%. Liên quan đến trường hợp tử vong do mắc bệnh bạch hầu, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị khẩn trương tăng cường rà soát các trường hợp tiếp xúc gần, xử lý triệt để ổ dịch này. Trong khi nội các chiến tranh của Israel đang họp bàn về lệnh ngừng bắn với lực lượng Hezbollah, tình hình chiến sự vẫn đang tiếp diễn rất ác liệt tại thực địa. Thưa quý vị, tình trạng lừa đảo qua điện thoại đã đạt đến mức độ đáng kinh ngạc. Theo công ty bảo mật điện thoại HIA, hàng chục triệu cuộc gọi lừa đảo đã tăng vọt trên toàn thế giới mỗi ngày vào năm ngoái. Một nhóm chống lừa đảo cho biết hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ đã bị đánh cắp, thường là khi nạn nhân vô tình cung cấp thông tin về ngân hàng, mật khẩu hoặc những thông tin cá nhân khác. Và người lớn tuổi được coi là con mồi dễ dàng nhất. Và trong một nghiên cứu của Anh, 40% những người trên 75 tuổi cho biết họ nhận được các cuộc gọi lừa đảo ít nhất là hàng tháng, nếu không muốn nói là hàng ngày. Nhằm giảm bớt số vụ lừa đảo qua điện thoại, một công ty công nghệ tại Anh đã tạo ra một chatbot đặc biệt lấy cảm hứng từ những người bà. Đây cũng là nội dung chính trong phần tiêu điểm quốc tế ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là những thông tin cập nhật. Hôm qua ngày 26 tháng 11, với đa số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội thông qua luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Một trong những nội dung vừa được thông qua tại luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi là đưa mặt hàng phân bón vào diện chịu thuế 5%. Trước đó có hai phương án, một là áp thuế suất 5%, hai là giữ nguyên như quy định hiện hành. Qua tổng hợp ý kiến cho thấy, 72,67% tổng số đại biểu Quốc hội cho ý kiến tán thành với đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ theo hướng quy định thuế suất 5% đối với mặt hàng phân bón. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, trừ một số trường hợp khác. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư 38 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Điểm mới của thông tư này là việc Bộ Giao thông Vận tải quy định rõ về tốc độ thiết kế của từng loại đường. Trong đó, đường bộ cao tốc phương tiện được chạy với tốc độ tối đa là 120 km/h, thấp nhất là 60 km/h. Trường hợp đường bộ cao tốc có thiết kế tốc độ tối đa 60 km/h, thì tốc độ tối thiểu được thực hiện theo phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tại tờ trình đề nghị xây dựng dự án luật thuế thu nhập cá nhân mới, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thu nhập phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng SIM, số điện thoại vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Hiện nay, luật quy định 10 loại thu nhập phải chịu thuế, gồm thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, đầu tư vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại, thừa kế và nhận quà tặng. Bộ Tài chính đánh giá các loại thu nhập chịu thuế này về cơ bản phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế xã hội cũng như thông lệ quốc tế. Theo quy định hiện hành, thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định theo tỷ lệ 0,1% trên giá bán từng lần. Ví dụ, nếu bán chứng khoán được 100 triệu đồng, nhà đầu tư sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 100.000 đồng dù có lỗ hay lãi. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách liên quan tới xây dựng luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính cho biết trong quá trình thực hiện thu thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng chứng khoán, có ý kiến cho rằng việc thu theo tỷ lệ phần trăm trên giá bán từng lần, kể cả trường hợp cá nhân bị lỗ, là chưa phù hợp. Do đó cần xác định phương pháp thu thuế trên thu nhập của mỗi cá nhân, nếu có lãi mới nộp thuế. Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát và không để ai bị bỏ lại phía sau, những năm vừa qua tỉnh Tuyên Quang luôn tập trung huy động các nguồn lực để hỗ trợ các hộ nghèo sửa chữa và xây mới nhà ở. Từ năm 2021 cho đến nay, đã có hàng nghìn ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng, giúp các hộ nghèo ở Tuyên Quang ổn định cuộc sống. Năm 1979, gia đình ông Thảo Mế Mua di cư từ Hà Giang về xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Từ đó đến nay, cuộc sống cũng không khấm khá hơn. Căn nhà cũ được dựng từ năm 1979, đến nay cũng chưa được sửa chữa lần nào.
Đầu năm 2024, gia đình ông Mua được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Ở nhà cũ thì đêm hôm mà mưa gió là hình như là mất ngủ cả đêm luôn. Lúc nó tạnh mưa thì mới dám đi ngủ. Thế thì được cái đảng và nhà nước quan tâm đến người dân nghèo như chúng tôi này, nó là thực tế. Thì cũng hỗ trợ được cho chúng tôi được một ít tiền ấy thì chúng tôi cũng có thêm được cái động lực. Cũng như gia đình ông Mua, gia đình bà Lý Thị Bèn cũng được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng lại ngôi nhà đã xuống cấp. Hoàn cảnh neo đơn, được anh em họ hàng và bà con láng giềng giúp đỡ. Đến nay, ngôi nhà của mẹ con bà đã thành hình. Được nhà nước giúp đỡ tôi làm một cái nhà mới hoàn trang này thì tôi cũng phấn khởi lắm. Tôi không biết là tôi mừng như thế nào nữa, không biết là cảm ơn các cấp như thế nào nữa. Trên địa bàn huyện Yên Sơn, từ năm 2022 đến nay, đã hoàn thành xây mới và sửa chữa được 731 căn nhà cho các hộ nghèo với kinh phí 86 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Sơn cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ cho 200 hộ nghèo vay tổng số tiền 8 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi để làm nhà mới. Ngoài hỗ trợ cho các hộ làm mới và sửa chữa nhà ở thì huyện cũng tích cực phối hợp với cả các Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để tập trung cho giúp cho các hộ vay vốn nguồn chương trình từ các chương trình cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số để làm mới là mỗi hộ là 40 triệu đồng. Ngoài ra thì ưu tiên các hộ tập trung trước hết là các hộ về các xã về đích nông thôn mới của tỉnh của huyện. Theo đề án xóa nhà ở tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, các hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng đối với hộ làm nhà mới và không quá 25 triệu đồng với các hộ sửa chữa nhà ở. Năm 2021 đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ xây dựng 6.570 căn nhà mới với tổng kinh phí 617,3 tỷ đồng. Đến hết năm 2025 sẽ xóa hết, cơ bản là hết các cái hộ mà hiện nay đang có cái nhà tạm dồn nát thì trong năm 2025 sẽ hoàn thành. Đề án xóa nhà ở tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã giúp hàng nghìn hộ nghèo có được ngôi nhà vững chãi, kiên cố. Mỗi căn nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có thêm một hộ nghèo có chỗ ở ổn định để từ đó yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Liên quan đến trường hợp tử vong do mắc bệnh bạch hầu ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Cao Bằng và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chỉ đạo các đơn vị địa phương khẩn trương tăng cường rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh bạch hầu, giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh tại ổ dịch và tại cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm xác định kịp thời trường hợp mắc bệnh, tổ chức điều tra, theo dõi chặt chẽ và điều trị kháng sinh dự phòng cho tất cả các trường hợp tiếp xúc gần, thực hiện khử trùng, xử lý môi trường ổ dịch và triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cục Y tế Dự phòng cũng đề nghị các đơn vị tăng cường truyền thông về bệnh bạch hầu để người dân chủ động các biện pháp phòng chống, theo dõi chặt chẽ sức khỏe của trẻ em, học sinh tại các trường học, thường xuyên vệ sinh, thông thoáng lớp học, kịp thời thông báo cho các cơ sở y tế khi mà phát hiện trường hợp nghi mắc bệnh để xử lý triệt để, không để bùng phát dịch bệnh. Thưa quý vị, Viện Hàn Lâm Khoa học Thế giới vừa bầu chọn 74 viện sĩ mới. Đây là số viện sĩ được bầu chọn nhiều nhất trong lịch sử, nâng tổng số thành viên của viện này lên 1.444 người. Hai nhà khoa học Việt Nam được bầu chọn làm viện sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa học Thế giới lần này, bao gồm Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Giáo sư Tiến sĩ Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM. Chương trình quảng bá du lịch đêm với chủ đề Đêm Trúc Bạch dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 tại không gian tuyến phố đi bộ phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Toàn bộ không gian sự kiện sẽ được thiết lập như một phim trường với bối cảnh là một khu phố thực sự. Các nhà, các toa tàu điện, các cửa hàng bách hóa giúp cho du khách như được quay trở lại với ký ức của một trong những thời kỳ đặc biệt của đất nước, thời bao cấp. Một điểm nhấn đáng chú ý trong dịp này là du khách được trải nghiệm tuyến tàu điện số 6, bảo tàng đường phố Hà Nội. Đây là hoạt động được tổ chức trên 4 toa xe điện, mỗi toa mang một chủ đề ẩm thực đặc trưng của Hà Nội và Việt Nam.
Ngoài ra còn có các tiết mục ca nhạc với chủ đề bao cấp, tái hiện đám cưới thời bao cấp, tổ chức sân khấu mở, các chương trình âm nhạc, nghệ thuật dành cho cộng đồng. Sự kiện sẽ tạo ra một không gian thư giãn lý tưởng cho du khách để hòa mình và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên. Thưa quý vị, huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên có gần 600 hectare chè, trong đó chủ yếu là diện tích chè cây thấp và khoảng 8.000 cây chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Vâng, với mục tiêu đưa cây chè trở thành cây công nghiệp chủ lực, chính quyền địa phương đã tập trung đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị theo hướng bền vững và tăng cường thu hút đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chè. Qua đó đưa thương hiệu chè Tùa Chùa tiếp cận và chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, mang lại sinh kế ổn định cho người dân địa phương. Gia đình ông Giàng A Tùng ở thôn Tào Pao, xã Xính Phình có hơn 5.000 m2 chè cây thấp được trồng từ năm 1997. Nhờ được chăm sóc đúng theo quy trình kỹ thuật, đầu tư kinh phí và công sức cải tạo nên diện tích chè của gia đình sinh trưởng phát triển ổn định. Mỗi năm vườn chè của ông cho thu được gần 2 tấn chè búp tươi, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Tháng 12 là bắt đầu mình trẻ đốn này, phát qua cái cỏ bụi đi, không bón phân hóa học, không phun thuốc trừ sâu trừ cỏ đâu. Là đơn vị có 3 sản phẩm chè đạt chứng nhận OCOP 3 sao, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Linh đã liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm chè san tuyết cổ thụ với hơn 500 hộ dân trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã đầu tư xây dựng những diện tích chè cây cao cổ thụ được chứng nhận là vùng chè nguyên liệu đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Mỗi năm, đơn vị tiêu thụ khoảng 8 tấn chè tại các thị trường trong và ngoài tỉnh. Công ty cũng định hướng rõ ràng là các sản phẩm này, sản phẩm trà xanh này sẽ là sản phẩm chủ lực để bán thị trường ở trong tỉnh. Tại vì là cũng mong muốn là người trong tỉnh mình được sử dụng cái sản phẩm tốt nhất của cái vùng trà của tỉnh mình. Và một sản phẩm chính của công ty Hương Linh khi đang chuẩn bị đẩy mạnh, đấy chính là sản phẩm Phổ Nhĩ Trà. Định hướng xuất khẩu của cái sản phẩm này rất là cao. Để đưa cây chè trở thành cây công nghiệp chủ lực, từ năm 2019, huyện Tùa Chùa đã chú trọng chuẩn hóa sản phẩm chè với mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi, tập trung xây dựng quy trình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Địa phương chủ động hỗ trợ xây dựng phát triển sản phẩm chè theo chương trình mỗi xã một sản phẩm, góp phần bảo tồn phát huy giá trị chè và ưu tiên hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm chè san tuyết. Về phía ngành nông nghiệp thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện kêu gọi các cái nhà đầu tư có tiềm năng tham gia đầu tư vào sản xuất, sơ chế, chế biến, phát triển vùng chè. Một mặt nữa thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện xây dựng cái đề án bảo tồn và phát triển cái quần thể cây chè san tuyết Tùa Chùa cổ thụ gắn với phát triển du lịch. Năm 2024, tổng sản lượng chè búp tươi của huyện Tùa Chùa ước đạt 120 tấn, sản lượng chè thương phẩm qua chế biến đạt khoảng 25 tấn. Có 4 sản phẩm chè được chứng nhận OCOP 3 sao. Việc bảo tồn phát triển cây chè tại Tùa Chùa không chỉ mang lại giá trị kinh tế to lớn, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân, mà còn mở ra tiềm năng khai thác du lịch khám phá. Với sự đầu tư đúng hướng và sự đồng lòng của chính quyền, người dân, cây chè Tùa Chùa hứa hẹn sẽ tiếp tục vươn xa, trở thành niềm tự hào của Điện Biên. Trong khi nội các chiến tranh của Israel đang họp bàn về lệnh ngừng bắn với lực lượng Hezbollah, tình hình chiến sự vẫn tiếp diễn rất ác liệt tại thực địa. Cả Mexico và Trung Quốc đều cảnh báo Washington về hậu quả xảy ra chiến tranh thương mại nếu tăng thuế nhập khẩu. Chuyển sang phần tin quốc tế. Trong động thái mang tính đột phá cho tình hình xung đột hiện nay ở Trung Đông, Mỹ và Pháp hôm qua thông báo Israel và Liban đã chấp thuận đề xuất về lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hezbollah. Phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với ông, cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng lâm thời của Liban Najib Mikati đều thông báo chính phủ hai nước đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn. Theo Tổng thống Biden, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ 4 giờ sáng ngày 27 tháng 11 theo giờ địa phương, tức 9 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam.
Mỹ và Pháp sẽ nỗ lực đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn được triển khai thực thi đầy đủ và duy trì quyết tâm ngăn chặn khủng hoảng biến thành một vòng xoáy bạo lực khác. Trong khi đó, phát biểu từ Tel Aviv, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết nội các chiến tranh của ông đã bỏ phiếu chấp thuận thỏa thuận do Mỹ và Pháp làm trung gian. Theo các nguồn tin, thỏa thuận ngừng bắn ở Liban sẽ yêu cầu quân đội Israel rút khỏi miền nam Liban và quân đội Liban sẽ triển khai trong khu vực. Hezbollah sẽ chấm dứt sự hiện diện vũ trang dọc biên giới phía nam sông Litani. Trong khi nội các chiến tranh của Israel đang họp bàn về lệnh ngừng bắn với lực lượng Hezbollah, thì tình hình chiến sự vẫn tiếp diễn rất ác liệt tại thực địa, khi quân đội Israel đã tiếp tục không kích dữ dội trung tâm thủ đô Beirut và khu vực miền nam Liban. Cụ thể, quân đội Israel cho biết đã tiến hành ít nhất 10 vụ không kích đồng loạt vào vùng ngoại ô phía nam Beirut nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah. Đây được cho là cuộc tấn công đồng loạt lớn nhất trên khắp các vùng ngoại ô phía nam Beirut cho đến nay. Giao tranh dữ dội cũng tiếp diễn tại khu vực miền nam Liban sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã quyết định tiếp tục chiến dịch quân sự tại mặt trận phía Bắc. Tình hình chiến sự căng thẳng đã khiến các ngoại trưởng nhóm G7 cùng ngày phải kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, khẳng định hiện tại là thời điểm để dàn xếp một giải pháp ngoại giao. Bên lề hội nghị tại Italy, Ngoại trưởng Đức khẳng định thỏa thuận ngừng bắn đang trong tầm tay nhờ vào sự hòa giải trực tiếp của Mỹ và Pháp. Còn tại dải Gaza, quân đội Jordani hôm qua đã lần đầu tiên trong 5 tháng qua có thể thả hàng cứu trợ qua đường hàng không xuống khu vực phía bắc dải Gaza, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng lãnh thổ của người Palestine đang ngày càng trầm trọng. Cụ thể, hai máy bay vận tải C-130 của không quân Jordani đã thả gần 7 tấn thực phẩm và hàng hóa thiết yếu xuống khu vực mà Liên Hợp Quốc xác định là cần thiết và đánh giá đang phải đối mặt với nạn đói. Nỗ lực trên diễn ra khi các cơ quan Liên Hợp Quốc cảnh báo mùa đông đang đến cùng với lượng mưa tăng lên ở dải Gaza sẽ khiến tình hình nhân đạo thêm trầm trọng, trong bối cảnh phần lớn cơ sở hạ tầng ở nơi đây đã bị phá hủy. Thậm chí những hạn chế của Israel với việc cung cấp viện trợ quốc tế hiện nay sẽ khiến người dân Gaza không được hỗ trợ nhân đạo thích hợp trong 2 năm. Trước tình hình trên, Ngoại trưởng Ai Cập cùng ngày đã hối thúc cho phép hàng viện trợ được phép đưa vào Gaza vô điều kiện. Dự kiến Cairo sẽ tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày 2 tháng 12 tới đây để tăng cường nỗ lực ứng phó nhân đạo ở Gaza. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Ngay sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada, cũng như áp thuế thêm 10% với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, ngay khi lên nắm quyền vào tháng 1 sang năm, cả Mexico và Trung Quốc ngày hôm qua đều đã đưa ra cảnh báo Washington về hậu quả của động thái mới này. Trong một tuyên bố, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết sẽ gửi thư cho Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump kêu gọi đối thoại và hợp tác. Bà cũng nhấn mạnh đến việc Mỹ áp thuế mới sẽ gây lạm phát và mất việc làm ở cả hai quốc gia láng giềng Bắc Mỹ. Còn trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày khẳng định cả Mỹ và Trung Quốc đều sẽ không được hưởng lợi nếu xảy ra chiến tranh thương mại và cho rằng hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai quốc gia về cơ bản là có lợi cho cả hai bên. Bên cạnh đó, Trung Quốc hiện có chính sách kiểm soát ma túy nghiêm ngặt nhất thế giới và có nhiều nỗ lực trong việc thực thi thỏa thuận hợp tác chống nạn buôn bán ma túy, vốn là vấn đề được ông Donald Trump viện dẫn khi công bố biện pháp thuế quan mới nhằm vào Trung Quốc. Ông John Tinnis Wood, người đã trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới và hai đại dịch toàn cầu, đã qua đời vào ngày 25 tháng 11 ở tuổi 112 tại Viện Dưỡng Lão Southport, Tây Bắc nước Anh, chỉ vài tháng sau khi nhận kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới. Sinh năm 1912 tại Liverpool, ông Tinnis Wood kết hôn vào năm 1942, thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai đang trong giai đoạn ác liệt nhất. Khi đó, ông đang phục vụ cho một đơn vị phụ trách tài chính và hậu cần của quân đội Hoàng gia Anh. Kết thúc chiến tranh, ông làm kế toán trong ngành dầu mỏ tới khi nghỉ hưu ở tuổi 60. Ông Tinnis Wood có một con gái, 4 cháu và 3 chắt. Từ năm 100 đến 110 tuổi, năm nào ông cũng nhận được thiệp sinh nhật từ cố nữ Hoàng Anh Elizabeth, người kém ông 14 tuổi. Đến tháng 4 năm nay, ông đã được kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, còn sống. Đáng chú ý, ông Tinnis Wood không hề có bất kỳ chế độ ăn kiêng đặc biệt nào, ngoại trừ món tủ cá tẩm bột chiên giòn và khoai tây chiên vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Dù vậy, ông vẫn luôn khỏe mạnh, minh mẫn và thậm chí là tự quản lý tài chính của bản thân.
Thưa quý vị, cuộc gọi lừa đảo vẫn đang là vấn nạn chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, thì một công ty viễn thông tại Anh đã phát triển ra một chatbot được xem là vũ khí mới nhất để có thể khiến những kẻ lừa đảo bị hút vào những cuộc trò chuyện bất tận. Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ Daisy, bà lão được tạo nên bằng trí tuệ nhân tạo AI để chống lại những kẻ lừa đảo qua điện thoại. Một phóng viên của hãng tin AP đang nói chuyện với bà Daisy, một chatbot AI qua máy tính xách tay. Bà đang có thẻ ngân hàng không? Bà có thể cho tôi biết số ngân hàng của bà không? Ôi trời, phải nói rằng tôi hơi ngần ngại khi chia sẻ thông tin chi tiết về ngân hàng của mình như vậy để giữ chúng được an toàn. Không sao đâu, tôi có mục đích tốt mà. Ồ, tôi rất cảm kích về điều đó. Anh nói nghe thật dễ thương, nhưng anh biết đấy, tôi luôn được dạy là phải cẩn thận với thông tin của mình. Bà Daisy là chatbot được tạo nên bằng trí tuệ nhân tạo AI do công ty viễn thông Anh Virgin Media O2 phát triển, được thiết kế để giữ chân những kẻ lừa đảo nói chuyện trong nhiều giờ. Với giọng nói ấm áp và những câu chuyện quanh co, bà Daisy đang đảo ngược tình thế, khiến những kẻ lừa đảo phải mất nhiều thời gian với mình. Tôi là công cụ AI do công ty O2 tạo ra để lãng phí thời gian của những kẻ lừa đảo qua điện thoại. Tổ chức từ thiện dành cho người cao tuổi ở Anh, Charity SUK ước tính 1/5 số người trên 50 tuổi ở Anh sợ trả lời điện thoại vì lo bị lừa đảo. Lý do chúng tôi sử dụng AI là vì nó không ngủ, không ăn. Bạn có thể sử dụng nó 24 giờ một ngày. Đây là phương thức tuyệt vời để chứng minh một số chiến thuật mà những kẻ lừa đảo sử dụng để giữ chân chúng. Và điều tuyệt vời về AI là khi những kẻ lừa đảo nói chuyện với AI, chúng không nói chuyện với người thật để lừa lấy được tiền của họ. Chúng tôi nghĩ rằng bà lão AI này vẫn còn nhiều vai. Chúng tôi có nhiều kế hoạch và kịch bản khác nhau để bà ấy nói lan man về nhiều chủ đề như sở thích và gia đình hoặc giả vờ không hiểu biết về công nghệ. Và ngoài bà Daisy, chúng tôi có những nhân vật khác từ những nền tảng khác, tất cả đều đang chờ sẵn trong cánh gà để tham gia làm công việc này. Công ty Virgin Media O2 cho biết chiến lược sử dụng AI theo cách này của họ đang có hiệu quả. Họ đã đăng số điện thoại của bà Daisy trên các diễn đàn trực tuyến được biết đến là nơi có những kẻ lừa đảo. Kể từ đó, họ cho biết đã thực hiện hơn 1.000 cuộc gọi và khiến một số kẻ lừa đảo phải nghe điện thoại trong hơn 40 phút mà không thể dứt ra được. Và tiếp theo bản tin, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các thông tin về tình hình tài chính thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật qua phần trình bày của biên tập viên Minh Phương. Vâng, xin mời chị Minh Phương với phần trình bày của mình ạ. Cảm ơn chị Diễm My. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong bối cảnh đồng đô la Mỹ đã tăng mạnh sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 26 tháng 11, chỉ số Dow Jones đã tăng 0,28%, chốt phiên ở mức 44.860,31 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,57%, ở mức 6.021,63 điểm. Trong khi Nasdaq đã tăng 0,63%, chốt phiên ở mức 19.174,3 điểm. Theo các chuyên gia, rất có thể tuyên bố mạnh mẽ của ông Donald Trump chỉ là một công cụ đàm phán. Tuy nhiên, bên kia bờ Đại Tây Dương, các chỉ số chính tại Anh, Pháp và Đức đã đồng loạt giảm điểm khi chốt phiên giao dịch mức dao động ở mức từ 0,4 đến 0,87%. Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới cũng đã tiếp tục đà giảm của phiên giao dịch đầu tuần, sau khi có tin về việc Israel và Liban đạt thỏa thuận ngừng bắn, qua đó giảm thiểu nguy cơ đối đầu với nguồn cung dầu. Tính đến 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI giao tháng 1 trên sàn NYMEX đã giảm 0,25%, xuống còn 68,77 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn cũng giảm 0,27%, xuống còn 72,81 đô la Mỹ một thùng. Còn trên thị trường kim loại quý, giá vàng thế giới đã tăng nhẹ trở lại trong bối cảnh nhu cầu về loại tài sản an toàn này đã giảm bớt sau thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Tuy nhiên, những quan ngại về xung đột ở Ukraine cũng như tuyên bố áp thuế mới của Tổng thống đắc cử Trump đã khiến giá vàng quay đầu. Tính đến 5 giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao kỳ hạn trên sàn COMEX đã tăng 0,34% lên 2.625,6 đô la Mỹ một ounce, trong khi giá vàng giao ngay tăng 0,29% lên 2.632,81 đô la Mỹ một ounce.